Ngày 4 tháng 11, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ cháy nổ khiến 9 công nhân bị thương tại nhà máy đóng tàu Dung Quốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quốc. Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh huyện Bình Sơn cùng các cơ quan liên quan đã kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra vụ cháy nổ. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quốc, tàu chở dầu MT Legend của công ty ga Thăng Long cập cảng Dung Quốc và ủ sửa chữa tàu của nhà máy đóng tàu Dung Quốc vào ngày 30 tháng 10. Sau khi tàu được kéo vào đốc sửa chữa, nhà máy đóng tàu Dung Quốc sẽ phụ trách sửa chữa. Sáng ngày 3 tháng 11, công nhân mở két bon tàu kiểm tra, thấy bên trong còn dầu đọng. Vì vậy, đơn vị phụ trách cho bơm nước vào dầu để dọn sạch két bon. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều công nhân vào khu vực hầm hàng để làm việc thì sau đó phát tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, để vào hầm tàu, nơi xảy ra vụ nổ, phải di chuyển từ bon tàu xuống đáy tàu với 4 tầng. Với độ sâu hơn 20 mét, không gian khu vực sửa chữa tàu nhỏ hẹp từ 1 đến 1,5 mét. Hệ thống đường ống, thiết bị dày đặc bên trong khiến công nhân làm việc trong tình trạng ngột ngạt. Tại thời điểm xảy ra cháy nổ, nhiều công nhân đang làm việc tại các buồng tàu ở tầng 1, tầng 2. Do không gian kín, hẹp trong khu vực sửa chữa, khiến sức nóng từ vụ nổ bùng phát lên 2 tầng phía trên, làm 9 công nhân bị bỏng.